Ai ghé tham quan khu công nghiệp BKM Trân Thành Bình Phước nhớ ghé quán nước mía này nha quý vị ơi. Quán nước mía đầu tiên mở tại BKM Trân Thành Bình Phước. Và ở đây quý vị ạ, vỉa hè 8m, rộng thoải mái luôn. Chúng ta có thể ngồi hóng gió và buổi chiều gió cực kỳ mát nha quý vị nha. Gió mát lắm luôn. Rồi, và ở đây là sát khu công nghiệp. Đấy, khu công nghiệp rồi nhà phố thương mại của BKM này kia đầy đủ. Và tại khu vực này thì tí nữa khoảng tầm 5 giờ thì công nhân ra ca và chạy theo con đường này rất là đông. Và đặc biệt là buổi trưa ở đây có bán cơm trưa rồi này kia, đầy đủ hết tại khu vực này nhá. Ở đây một ly nước mía to lắm quý vị. Một ly cối này này. Chúng ta uống ly nước mía này là no luôn và khỏi ăn cơm luôn. Đấy, với ly nước mía này ở đây bán chỉ có 8.000 thôi quý vị nhá. 8.000 ly nước mía thôi. Là uống no luôn rồi. Và tại BKM Trân Thành Bình Phước thì ở đây những dãy nhà phố thương mại, nhà ở xã hội, người dân cũng bắt đầu về đây ở rồi. Công nhân cũng đã về đây ở rồi. Và tại thời điểm này những cái trục đường 16 m giá bất động sản thì dao động từ 600 cho đến 700 triệu trên nền thôi. Và những cái trục đường 25m giá chỉ dao động từ 700 cho đến 800 triệu trên nền. Và đặc biệt những trục đường rộng 50m và những dãy nhà phố thương mại của BKM này, những căn nhà này mà giao thô á, giá chỉ dao động từ 1 tỷ 8 cho đến 1 tỷ 9 một nền thôi. À, một căn nhà như vậy thôi. Quý hàng nào quan tâm tới đất nền này, nhà phố này mà muốn đầu tư đất tại khu nghiệp và đô thị BKM Trân Thành Bình Phước, nhớ liên hệ Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân nha.